Xin chào tất cả các em. Ngày hôm trước thầy đã hướng dẫn các em về phần lý thuyết cũng như là các dạng của học về phương trình trực tuyến. Thì hôm nay chúng ta sẽ bước vào các bài tập áp dụng. Ở đây là một bài toán điển hình mà chứa tất cả những dạng toán của phương trình trực tuyến. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em vào bài toán này. Bài toán cho hàm số y bằng x cubed 3 trừ 5 x bình cộng 2 có đồ thị là C. Bây giờ đề yêu cầu là việc phương trình trực tuyến của đồ thị khi biết một cái điều kiện nào đó, thì yếu tố A là điểm tuyến này tiếp xúc với đồ thị tại điểm A có quả độ là 1 và trừ 2. B, đồ thị này có điểm tuyến tiếp xúc với đồ thị tại điểm có hoàn độ là x không bằng 2. Và tiếp theo nữa là điểm tuyến tiếp xúc với đồ thị tại điểm có tung độ y bằng 2. Câu D, thì việc phương trình điểm tuyến biết điểm tuyến đó đi qua điểm có tọa độ là 0, 2. Câu E và câu F thì biến phương trình trực tuyến là song song với một đơn hàng cho trước hoặc là vuông góc với một đơn hàng cho trước. Thì chúng ta lưu ý ở đây hai đơn hàng này nhé, thì nó là nằm dạng y bằng 2 cộng b rồi, cho nên chúng ta không cần chuyển nữa. Bây giờ chúng ta cùng bước vào bài giảng. Để giải những bài toán trực tuyến này thì khi nào các em cũng phải theo một cái form nhất định. Các em thấy là như sau. Tập xác định. Sau khi các em đi vào trường các em vẫn có thể đáp hàm. Ba tính trừ mười ức. Và chúng ta gọi x0, y0 là tọa độ điểm điểm. Delta là phương trình điểm tuyến. Của đồ thị hàm số. Nó có dạng như sau. Y bằng f phẩy x không nhân x trừ x không cộng y không. Bây giờ chúng ta vào câu A. Ở đây phương trình tiếp xúc với đồ thị tại điểm A 1 trừ 2. Như vậy A này là có tọa độ 1 trừ 2. Thì ở đây chúng ta suy ra x không chính là 1 và y không bằng trừ 2. Do đó để làm được phương trình trực tuyến này chúng ta cần f x0 rồi, thì ở đây các bạn chỉ cần thay cái x0 bằng 1 này vào y phẩy thì các em sẽ tìm được f phẩy của 1. Ở đây thay vào chúng ta được trừ 7. Vậy phương trình trực tuyến đó là y bằng trừ 7 nhân x trừ 1 trừ 2, tức là y sẽ bằng trừ 7 x cộng 5. Chúng ta xong một phương trình điểm tuyến của câu A. Các em xem lại. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm câu B. Tiếp xúc với đồ thị tại điểm có hoàn độ x không bằng 2. Thì chúng ta cũng làm như vậy. Ở đây, trước hết các em cần phải gọi x không y không là tọa độ tiếp điểm. Sau đó là phương trình delta, phương trình trực tuyến của đồ thị hàm số và nó có dạng như thế này. Bây giờ theo đề cho chúng ta có x0 bằng 2. Thì bây giờ để làm bài toán chúng ta cần phải tìm được f x0 này và y0. Do đó thầy tính y0 như sau. Y0 là bằng f của 2. Chúng ta lấy 2 thay vào trên này. Thì chúng ta sẽ được là trừ 10. Đồng thời thay tính f phẩy của x0 ở đây là bằng f phẩy của 2. Thì thay vậy số 2 thay vào chỗ đáo đảo hàm thì đây sẽ được là trừ 8. Như vậy ngay đây chúng ta chỉ cần lấy x0, y0 và f phẩy 0 thay vào phương trình thì chúng ta sẽ tìm được phương trình điểm tuyến, đó là y sẽ bằng trừ 8 nhân x trừ x0 là trừ 2 và cộng y0 là trừ 10. Ở đây chúng ta quan sát
Vậy là y bằng trừ 8 x cộng 6. Đây là phương trình trực tuyến trong câu B của chúng ta. Các bạn chú ý quan sát. Bây giờ ta tiếp tục làm qua câu C. Như vậy nếu như đề cho từng câu riêng lẻ thì các bạn luôn luôn phải viết lại đơn vị hàm số, viết và xác định đạo hàm và gọi câu y không là cái lỗi tìm điểm. Sau đó gọi delta là phương trình trực tuyến và đưa cái giả tổng của phương trình trực tuyến ra như thế này. Rồi chúng ta sẽ ứng dụng từng cái giả thiết mà đề cho để làm bài toán này. Bây giờ câu C. Ở đây chúng ta có y không bằng 2. Y không bằng 2 thì như vậy thầy sẽ có phương trình đó là 2 sẽ bằng x không bằng 3 trừ 5 x không bình cộng 2. Cái chỗ này nó sẽ tương đương với x không bằng 3 trừ 5 x không bình bằng 0. Và như vậy chỗ này chúng ta sẽ có là x không bằng 0 hoặc là x không sẽ bằng 5. Các bạn lưu ý ở đây với một x không như thế này, thì đây là có y không rồi, do đó thì cần tính là f x không nữa mà thôi, đó là f của không. Chúng ta lấy không thay vào đây thì chúng ta có kết quả là bằng không. Và ở chỗ này thay tính f của x không này nhé là bằng f của 5. F của 5 lắp vào đây thì chúng ta sẽ được là 25. Vậy là với một cái cặp số như thế này, x0, y0 và f0 này, chúng ta sẽ có một cái phương trình trực tuyến, đó là delta 1 y sẽ bằng 0 nhân x trừ 0 cộng 2 tương đương là y sẽ bằng 2. Chúng ta có phương trình trực tuyến thứ nhất. Thứ hai, phương trình trực tuyến delta 2 là y sẽ bằng 25 nhân x trừ 5 và cộng 2 tương đương y sẽ bằng 25 x trừ 125 cộng 2 là trừ 123. Như vậy chúng ta có phương trình trực tuyến thứ hai. Các bạn xem lại. Cái lưu ý bất kỳ những loại bài trực tuyến nào chúng ta cần làm cái phần này là phần trước hết này. Rồi sau đó chúng ta sẽ áp dụng cái giả thiết để suy luận ra các bài toán như thế nào. Rồi chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ cập nhật câu D này. Thì với câu D chúng ta quan sát đó là phương trình trực tuyến đi qua điểm B có tọa độ là 0,2. Vậy thì trước hết chúng ta cũng là tính đạo hàm gọi câu y không và tọa độ tìm điểm và phương trình tìm điểm delta có dạng y bằng f không nhân x trừ x không cộng y không này. Bây giờ cái giả thiết là phương trình tìm điểm đi qua B có tọa độ là 0,2 thì chúng ta có điều gì? Chúng ta suy ra phương trình 2 sẽ bằng f của x0 nhân với x là 0 trừ x0 cộng y0. Bây giờ chúng ta sẽ thay những giá trị này vào đó. Tương đương 2 này sẽ bằng f x0 thì thầy có đây 3 x0 bình trừ 10 x0 nhân với 0 trừ x0 thì nó sẽ bằng trừ x0. Y0 ở đây chính là cái cụm này x0 bằng 3 trừ 5 x0 bình cộng 2. Bây giờ chúng ta sẽ nhân qua và chúng ta làm vòng lại. Tương đương ở đây là phải có trừ 3 x0 bình cộng với x0, xin lỗi là trừ 3 x0 bằng 3 cộng với x0 bằng 3 thì sẽ được là trừ 2 x0 bằng 3 cộng 10 x0 bình trừ 5 x0 bình là cộng 5 x0 bình. 2 và 2 ở hai vế này thì hết này. Như vậy cái chỗ này chúng ta sẽ tìm ra được x0 sẽ bằng 0
Phật Ích Công Sở Văn 5 phần 2. Rồi, vậy với một Ích Công thì chúng ta cần tìm F với Ích Công và Y Không ạ. Thì với Ích Công bằng 0 thì tìm luôn ấy. Đó là Y Không này sẽ bằng với không, thay vào trên này Y Không sẽ được 2. Và F với của 0 thì bằng 0. Do đó chúng ta sẽ tìm được phương trình tiểu điểm đến 8 đến 1. Vậy này thì được bạn lấy 5 phần 2 này là bạn thay vào chỗ này các bạn được 75 phần 8. Như vậy bạn sẽ tìm được Y Không ở đây sẽ bằng F của 5 phần 2 và F phẩy của 5 phần 2. Sau đó các bạn lại có thể thay vào và chúng ta tìm được phương trình delta 2. Như vậy thì các bạn đã tìm được các phương trình tuyến của cái dạng toán. Về phương trình tuyến đi qua một điểm thì các em lưu ý đó là những cái này chúng ta thay trực tiếp các kết quả này vào để chúng ta tìm và giải phương trình có chứa không này, chúng ta sẽ tìm được các giá trị x không. Với mỗi giá trị x không chúng ta sẽ có được một phương trình tìm tuyến nhất định. Tiếp theo chúng ta phương thức bài toán tìm tuyến song song với đường thẳng y bằng trừ 3 x cộng 1 thì chúng ta học trong phương pháp bài toán lớp 9. Nếu như hai đường thẳng song song thì chúng sẽ có hệ số góc bằng nhau. Do đó trong câu E thầy sẽ làm như sau. Rồi không y không là tọa độ tiếp điểm, delta là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số và nó có dạng là y bằng f phẩy x không nhân x trừ không cộng y không này. Bây giờ chúng ta phân tích đó là phương trình tiếp tuyến song song đường thẳng b một y bằng trừ ba x cộng một song song đường thẳng thì hai hệ số góc của tiếp tuyến và hệ số góc của đường thẳng b một này nó phải bằng nhau nên ta suy ra đó là f phẩy của x không này bằng trừ ba và chúng ta sẽ giải phương trình này. Như vậy phương trình này như sau, đó là 3 x không bình trừ 10 x không bằng trừ 3, tức là 3 x không bình trừ 10 x không cộng 3 bằng 0. Như vậy ở đây thầy có một cái nghĩa là bạn là x không bằng 3 hoặc là x không sẽ bằng 1 phần 3. Rồi và với mỗi giá trị x không này thì các bạn lại tiếp tục thay x không bằng 3 này vào đây chúng ta tìm được f phẩy x không, f phẩy của 3 và f của 3 bằng bao nhiêu. Thì như vậy các bạn sẽ tìm được phương trình tiếp tuyến delta 1. Tương tự với x bằng 1 phần 3 thì chúng ta sẽ thay vào f phẩy để được hệ số góc này và tính luôn f của 1 phần 3 bằng bao nhiêu. Vậy chúng ta sẽ tìm được phương trình tiếp tuyến delta 2. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ qua câu F tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng B2 y bằng 1 phần 7 x trừ 4. Thì trong bài toán mà cho hai đường thẳng vuông góc với nhau, bởi lẽ ở đây thực tế là một đường thẳng, như vậy hai đường thẳng vuông góc thì có tích hệ số góc của hai đường thẳng đó bằng trừ 1. Ở đây các bạn lưu ý rằng phương trình tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng B2 y bằng 1 phần 7 x trừ 4 mà hai đường thẳng vuông góc thì chúng ta có tích của hai hệ số góc, tức là f phẩy x không của tuyến chúng ta nhân với 1 phần 7 thì bằng trừ 1. Từ đây thì chúng ta suy ra cái phương trình là f phẩy x không bằng trừ 7 tương đương với chúng ta có là 3 x không bình
từ 10 đến 0 bằng trừ 7. Ở đây chúng ta sẽ tìm được là x0 sẽ bằng 1 hoặc là x0 bằng 7 phần 3. Và đương nhiên với mỗi x0 này thì các bạn sẽ lấy x0 thay vào fx, chúng ta sẽ tìm được là f1 bằng bao nhiêu. Đồng thời thay vào đạo hàm chúng ta tìm được f của x0 bằng bao nhiêu. Và từ đó chúng ta sẽ tìm được phương trình tiến triển delta 1. Tương tự với f với x0 bằng 7 phần 3 thì các bạn lấy 7 phần 3 này thay vào hàm số sẽ tìm được f của nó. Và thay vào đạo hàm sẽ tìm được hệ số góc, từ đó chúng ta tìm được phương trình tiến triển delta 2 bằng cách lấy giá trị này và thay vào đây. Thì điều này thì các em sẽ tự làm. Như vậy về cơ bản đây là hướng dẫn cho các em một bài tập vận dụng có đầy đủ cả tính chất của một phương trình trực tuyến cũng như là các dạng toán phương trình trực tuyến. Hy vọng qua những bài toán này và qua clip video này thì các bạn sẽ làm tốt hơn về các dạng toán. Xin chào các bạn và chúc bạn học tốt.